San tuyết là tên gọi chung của những cây chè cổ thụ mọc trên núi cao. Sáng ngày hôm nay, anh Dê là người dân tộc Mông ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sẽ dẫn tôi đi tìm hiểu về giống chè cổ thụ vô cùng đặc biệt này. Những cây chè ở đây đã có từ bao giờ hả anh Dê? Cái thời cha ông mình ra khai hoang đây thì đã thấy cây chè rồi. Một năm trên này thì có mấy vụ chè hả anh? Nó có 4 vụ trên một năm. Đây mình đang bước vào vườn chè cổ thụ. Đây mình có thể lên hái cây chè này. Cái chè cao này quá nhỉ. Bây giờ phải trèo lên hả anh? Vâng, trèo lên mới hái được. Rồi, anh lên trước đi ạ, sau này sẽ trèo sau. Anh trèo nhanh thế. Quen rồi. Càng đi sâu vào trong vườn thì những cây chè cổ thụ lại càng to hơn. Và như lời anh Dê nói, trèo lên tận ngọn là cách duy nhất để hái được những búp chè. Còn là những trải nghiệm hết sức thú vị. Anh Dê ơi, ở đây bà con đi hái chè cũng nhiều nhỉ? Vâng, và mùa vụ anh ạ. Ở trên này em thấy tương đối lạnh. Nó cao khoảng bao nhiêu mét rồi anh? Nó cao khoảng hơn 1.300 mét. Anh Dê hái được nhiều chưa? Hái được nhiều rồi đấy. Vậy thì anh sẽ dạy chú cách làm chè và sao chè. Bước tiếp theo là chúng ta đổ vào chảo để xào. Đổ vào chảo? Vâng. Để em giúp anh. Anh Dê ơi, đảo chè này đến bao giờ thì xong? Cho tới bao giờ mà mình cầm lên mà mình bẻ cái này. Cái cần này nó không bị gãy mà nó mềm ra thì mình có thể vớt ra để mình làm cái khâu tiếp theo. Vừa tội thì nãy giờ khói làm cầm cay hết cả mắt em rồi. Được rồi đấy, chú đưa cho anh ấy mệt. Bây giờ mình phải vò này để cho cái cánh chè nó bị xoắn lại. Theo như lời anh Dê, sau khi đã vò để cho xoăn lá chè, lúc này chúng tôi sẽ cho chè vào chảo để đi tái chè lần một. Tại sao mình cần xảo chè anh? Mình xảo chè để những cái mùn mà nó bị cháy, bị khép này nó sẽ rơi xuống và nó sẽ không làm hỏng cái nước chè của mình. Xảo như này cũng có vẻ dễ nhỉ? Anh Dê cho em làm thử đi, em giúp anh. Ôi! Việc xảo chè này không dễ như quan sát. Đã mất nhiều thời gian nhưng tôi vẫn không thể làm được như anh Dê. Em sẽ nhường lại anh thôi. Em sẽ giúp anh ở những công đoạn tiếp theo. Phương pháp xào chè này khá thủ công, vừa đòi hỏi sự khéo léo cầu kỳ và cả sự nhẫn nại nữa. Sau một khoảng thời gian khá dài thì hai anh em tôi đang chờ đợi thành phẩm cuối cùng của mình. Anh ơi, mình cứ xào đi xào lại như này khoảng bao lâu nữa thì mới xong? Khoảng 4 tiếng nữa là xong. Wow. Đây là cái công đoạn cuối cùng mình cho sao chè, hay là mình đi đánh bóng. Để khi nào mà những cánh chè này nó trở thành màu trắng như tuyết thì lúc đó mình dừng lại. Anh cho em thử nhé. Đúng là chè Suối Giàng. Thơm và ngon hơn rất nhiều những chè em thường uống ở nhà. Đi hái chè cả ngày làm lạnh rồi, bây giờ về làm ấm trà này sướng anh nhỉ. Một ngày lao động cùng anh Dê tại xã Suối Giàng đã mang lại cho tôi những hiểu biết rất thú vị về cây chè cổ thụ. Cây chè đã gắn liền với cuộc sống của đồng bào Mông nơi đây. Và tôi sẽ xin anh mang thêm một ít chè về để làm quà cho những người thân trong gia đình.